người. Hello Trọng nha. Ở lại đây xem livestream với chị nhá. Trọng ơi xem livestream giúp chị nha. Mọi người chờ Đông Đông vào một chút nhá, thì Lương sẽ bắt đầu share cho mọi người nha. Hôm nay ngày đầu năm mới livestream. Hello mọi người ơi share livestream giúp Lương nha. Share livestream giúp Lương nha. Khoảng 5-10 phút đi thì mọi để cho các bạn bè vào Đông Đông một chút nha. Không biết livestream giờ này thì mọi người có kịp vào không nữa. Livestream giờ hơi ẩm ướt. 5 giờ chiều. Mọi người vào Đông Đông một chút nhá. Ô, này tại sao mình lại viết chữ nhưng mà nó lại lên kiểu bị ngược ngược ấy nhở? Nó lại lên chữ kiểu bị ngược ấy nhở? Mọi người đã biết đến. Xin chào mọi người nha. Mọi người đã biết đến UC8 chưa? Mọi người đã biết đến UC8 chưa nhở? Hôm nay đầu năm mới sẽ livestream tâm sự với mọi người một xíu và share cho mọi người cái game khá là hay luôn. Lương đang chơi và cảm thấy rất là ok nhá mọi người. Ok, bây giờ thì Lương sẽ share cho mọi người một chút nhá. Cái link game ấy thì Lương đã share ở comment rồi. Mọi người đã thấy cái comment Lương ghim cho nhở? Mọi người có thể ấn vào đấy để xem comment nha. Hello mọi người mới vào, mọi người có thể ấn vào đấy để xem comment. Và Lương đã có ghim cái link tải. Lương đã có ghim cái link tải UC8 rồi nhá. Mọi người chỉ cần kích vào và tải về thôi. Hello mọi người mới vào nha. Đầu năm mới chúc mọi người mạnh khỏe, may mắn, gặp nhiều may mắn nha.
Hôm nay mùng 1 thì lương sẽ sẽ xem một cái game nho nhỏ cho mọi người mà cực kỳ hay luôn. Hello mọi người. Mọi người ơi, share livestream giúp Lương nhá. Xin chào anh Ninh nha. Hello anh Ninh, hello sói xám này. Hello. Hello Trang. Hello chị Nguyên nha. Hello Thanh Trọng. Mọi người ơi, mọi người share livestream vào hội nhóm giúp Lương nhá, để càng nhiều người vào đây xem càng tốt. Chúc mừng năm mới mọi người nha. Đã sang 2022 rồi. Năm mới thì hoạt động mới này, hy vọng là ai cũng sẽ gặp may mắn nha. Nếu mà ai muốn có thật là nhiều quà ấy, thì hãy vào ngay livestream của Lương để xem và ở lại livestream của Lương nha. Hello Nano. Hello mọi người nhớ share livestream giúp Lương nha và ở lại đây xem livestream của Lương để xem Lương share cho mọi người nhiều phần quà và nhiều cái ưu đãi về game rất là hay luôn. Hello. Mọi người ơi, mọi người đã biết đến UC8 chưa? Đợt này Lương đang chơi UC8 ý, rất là hay luôn, nên là muốn livestream share cho mọi người ngay ngày đầu tiên của năm mới luôn. Hello Thiên Kim Võ nha. Hello Hữu Bách. Mọi người ơi, Lương đã đây, để Lương vào game cho mọi người xem nhá. Đây, khi kích vào đường link Lương đã ghi ở dưới comment thì nó sẽ ra một cái giao diện, sau đấy mọi người sẽ phải đăng ký nhá và vào ngay em game này chơi nha. Đây là giao diện của UC8. UC8 nha mọi người. Ôi nhiều comment trải qua nên là Lương không đọc hết được ấy, mọi người thông cảm nhá. Hello tất cả mọi người mới vào nhá. Hello Mạnh Sói. Hello Kim Dung Ngô, mọi người ơi, mọi người share livestream giúp Lương nha. Đây là giao diện của UC8 nha. Cực kỳ hay và hot luôn. Em game này đang hot nên là mọi người tranh thủ chơi nhá, và đang có rất là nhiều chương trình, rất là nhiều phần quà để cho mọi người chơi. Cực kỳ ưu đãi luôn. Hello mọi người. Mọi người ơi, share livestream giúp Lương nhá. Nếu ai mà muốn nhận nhiều phần quà hơn từ UC8 thì hãy ở lại livestream của Lương để nghe Lương chia sẻ cho mọi người nha. Năm mới là hy vọng chỉ muốn chia sẻ cho mọi người nhiều quà hơn. Ok mọi người ơi, các hoạt động mạnh mẽ nhất của ngành này, các hoạt động phong phú nhất và nhiều cái chiết khấu, rất nhiều cái chiết khấu chỉ đến từ UC8 thôi, chỉ có UC8 mới có thôi, nên là mọi người phải tải ngay UC8 nha. UC8 nha mọi người, đường link tải thì Lương đã ghi ở ngay dưới comment rồi. Hello Đại Đồng. Đại Đồng ơi, ở lại đây. Ở lại đây xem xem livestream nha. Vào chơi UC8 đi Đại Đồng ơi. Hello Thảo Ngân. Xin chào mọi người nha. Em ơi, hôm nay Hà Nội lạnh ơi là lạnh, nhưng mà vẫn quyết tâm là ngồi đây livestream cho mọi người một xíu. Hello mọi người. Chỉ cách cho em tải đi à? À, đường link tải thì Lương đã ghim ngay ở dưới phần comment ý. Mọi người chỉ cần kích vào thôi. Rất là chi tiết và đầy đủ nhá. Kích vào cái đường link đó và tải nhá. Lương sẽ kích thử cho mọi người nhá. Để xem nó ra cái giao diện thì mọi người sẽ hình dung dễ hơn. Đây. Mọi người chỉ cần từ từ nha. Hello mọi người, tải ngay UC8 đi. Có được kể chuyện có được. Có được nha. Tải ngay UC8 để được nhận rất là nhiều phần quà, rất là nhiều chương trình đang chờ mọi người nha. Đây, khi mà kích vào đường link Lương để ở dưới comment ấy thì nó sẽ ra một cái giao diện như thế này nhá. Mọi người đăng ký nha mọi người.
đăng ký và đăng nhập. Đó, nó sẽ ra cái giao diện như thế này. Nếu ai có tài khoản rồi thì mọi người hãy đăng nhập vào. Còn ai mà chưa có thì mọi người hãy đăng ký nha. Và đây là tài khoản của Lương nha mọi người. Giao diện ở đây cực kỳ đẹp mắt nhá. Và có rất là nhiều trò chơi để mọi người lựa chọn luôn. Có rất là nhiều trò chơi để mọi người lựa chọn nhá. Như là câu cá vui vẻ này, câu cá mega này. Ôi có rất là nhiều trò chơi à, có hot game này, nổ hũ, casino, bắn cá, thể thao. Đó, nhiều lắm. Đây là các thể loại ở bên này nhá. Chia ra từng mục luôn để cho mọi người dễ hình dung, dễ tìm kiếm game hơn. Hello mọi người, hello Bảo Trân nha. Hello Thắm, hello Huy Bùi. Mọi người ơi, mọi người share livestream giúp Lương để nhiều bạn bè vào đây xem livestream hơn nhá. Đây là game UC8. Hello Mạnh Đức ơi, ở lại đây xem livestream với tôi. Chơi game này nha, chơi game UC8 nhá. Ô tự nhiên nhạc mất rồi. Đấy rồi. Ok. Vào game nha, chỉ có UC8 mới có nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ mọi người thôi. Sự kiện cực kỳ mới nhá, mọi người phải tận dụng cái cơ hội này ngay. Chơi ở trong này thì có rất là nhiều trò chơi. Đây là game hot nhất thì nó sẽ tổng hợp những cái game hot nhất ở trong này rồi. Đó, còn xuống dưới này là nổ hũ này. Xuống dưới này là nổ hũ này. Hello Đức. Chữ gì kia không đọc rõ, ghé sát vào màn hình tí. Chữ to như thế này còn gì nữa. Chữ to như thế này còn gì nữa, không nhìn thấy à. Share livestream cho Lương nha mọi người ơi. Vào UC8, UC8 là lựa chọn tốt nhất cho mọi người luôn. Hello Hương, hello Toàn nha. Em share rồi, add fan em nha. Ok em ơi. Hãy ở lại mọi người, hãy ở lại livestream để chơi game với Lương nhá. Cứ thấy cái gì, cứ thấy game nào hay là phải share cho mọi người luôn. Không để một mình đâu. Và UC8 đang có rất là nhiều phần quà, rất là nhiều chương trình khuyến mãi ưu đãi rất là lớn luôn. Chào mừng năm mới nhá, nên Lương phải livestream ngay để share cho mọi người luôn. Hello Đức Dương, hello Hương nha, hello Đỗ Văn Việt. Hello mọi người. Mọi người ơi, mọi người có nhìn thấy cái đường link em ghi ở dưới comment không? Đường link đấy nhá, mọi người chỉ cần kích vào và đăng nhập hoặc là đăng ký, nó sẽ hiện ngay vào giao diện của UC8. Hôm nay đợt này livestream Facebook bị làm sao mà cứ không cho dùng filter ấy. Nó cứ quay không cho dùng filter ấy. Idol gọi tên em đi. Hello La Nhật Quang nha. Mọi người ơi, mọi người vào UC8 để chơi cùng Lương nha. Ở đây có rất là nhiều trò luôn. Hello mọi người. Mọi người đã biết đến UC8 chưa? Hình như ở đây có rất là nhiều người biết đến UC8 rồi. Và có nhiều người đã có tài khoản rồi ý. À, những người nào chưa biết thì hãy tải nhanh nha mọi người ơi. Trời ơi, phải nắm bắt cái cơ hội này để tối ưu cái khuyến mãi cho người chơi ấy. Thì UC8 đã có rất là nhiều cái khuyến mãi. Thì UC8 đã thông báo những cái ưu đãi đây rồi. Và Lương sẽ đọc cho mọi người nha. Lương sẽ đọc cho mọi người cái ưu đãi này. Vì nó hơi dài. Đây. Lương sẽ đọc cho mọi người cái ưu đãi này nhá. Áp dụng cho tất cả các người chơi luôn. Mọi người ai chơi vào UC8 chơi thì đều được áp dụng cái ưu đãi này, cái khuyến mãi này nhá. Đây là khuyến mãi khủng luôn ý. Áp dụng với những trò chơi như là slot này, bắn cá, casino nhá mọi người. Slot, bắn cá, casino. Hello mọi người, hello me. Mọi người ơi, comment giúp Lương nha. Ai
muốn hỏi gì thì cứ comment giúp Lương nha mọi người, để Lương có thể giải đáp. Bây giờ thì Lương sẽ share cho mọi người những cái chương trình ưu đãi của UC8 nhé. Áp dụng cho tất cả các người chơi này, áp dụng vào những cái trò chơi như là slot này, bắn cá, casino nhá. Và những cái nội dung và nhá, áp dụng là nạp 50k tặng ngay 25k, đạt cực hiệu quả gấp 10 lần. Có những cái gì đấy đề tài nào? Đường link tải Lương đã ghim. Đường link tải Lương đã ghi ở dưới comment rồi. Mọi người có nhìn thấy không nhỉ? Chỉ cần kích vào đấy là có thể tải được nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hello mọi người. Hello mọi người. Nạp 50k sẽ được tặng 25k, đạt tổng cược hiệu quả lên đến gấp 10 lần luôn. Nạp 50k này sẽ được nạp 50k sẽ được tặng 25k này. Nạp 100k sẽ được tặng 100k, đạt tổng cược hiệu quả lên đến gấp 10 lần luôn. Nạp 300k được tặng 200k, đạt tổng cược hiệu quả gấp 12 lần. Và cuối cùng là nạp 500k tặng 300k, đạt tổng cược hiệu quả đến lên đến 12 lần. Và cái cuối cùng là cái to nhất nhá, là nạp 1 triệu được tặng ngay 500k, đạt tổng tổng cược hiệu quả lên đến 12 lần nhá mọi người, gấp 12 lần luôn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Mọi người ơi, share livestream giúp Lương nhá. Và cái thể lệ và thông tin chi tiết thì Lương đã có ghim hết ở dưới comment rồi. Mọi người chỉ cần kích vào cái comment Lương đã ghim ý để xem thông tin hết nhá. Và có đường link tải này và đường link để tham gia nữa. Mọi người cứ kích hết vào đấy nha. Còn đây là giao diện của UC8. UC8 có rất là nhiều game để chơi này. UC8 có rất là nhiều game để chơi. Giao diện game cực kỳ đẹp và chơi mượt cực luôn, không bị giật lag đâu. Và khi nạp hay khi rút cũng rất là ok. Nạp rút ok cực luôn nha. Hello Đào, hello Đào, bây giờ mới vào à. Hôm nay chị chào mừng năm mới với mọi người, livestream chúc mừng năm mới mọi người và sẽ cho mọi người một em game đợt này chị đang chơi là UC8 nhá. UC8 nha. Mọi người ơi, mọi người tải giúp Lương nhá. Đường link Lương đã có ghi ở dưới comment rồi, mọi người có thấy không nhở? UC8 đang có rất là nhiều chương trình ưu đãi khuyến mãi cho khách hàng này, có rất là nhiều quà tặng cho người chơi. Nên là mọi người tranh thủ nắm bắt cơ hội này nha, có 102 đó. Có nha, có tải về được em nhá. Đường link thì chị đã ghi ở dưới comment rồi nha. Đường link đã ghi ở dưới comment, đây là cái đường link riêng của Bùi Lương. Nên là mọi người ấn vào để tải cái đường link ngay ở dưới này thôi. Lương đã ghim rồi và nhìn rất rõ đúng không nào. Giao diện thì cực kỳ đẹp mắt này, có nhiều game để chơi lắm, như là hot game này, nổ hũ, casino, bắn cá, thể thao, xổ số, game bài, có rất là nhiều game để cho mọi người có thể lựa chọn nha. Đây có rất là nhiều game để cho mọi người lựa chọn. Đáng nhẽ mình phải viết như này xong rồi đến lúc mọi... Đào ơi Đào, Đào nhìn cái chữ này có bị ngược không? Đào nhìn cái chữ này của chị có bị ngược không? Sao chị nhìn cứ đang bị ngược ấy nhở? Đào ơi, Đào xem chữ này cho chị xem có bị ngược không? Nhìn... Mình không biết là mọi người nhìn bị ngược hay là... có à, sao bình thường livestream là nó sẽ bị ngược với mình thì mình phải viết ngược chữ lại chứ nhở. nó thành 8 CU à, trời ơi quê quá. Cảm ơn em nha mọi người ơi, mọi người nhớ vào đây nhá, Lương sẽ đọc lại. Có rất là nhiều người có rất là nhiều người hỏi lại cái ưu đãi của
hỏi lại cái chương trình khuyến mãi quà tặng ưu đãi của UC8 ý. Nên là Lương sẽ đọc lại cái chương trình nhá. Nạp 50k sẽ được tặng 25k, đạt tổng cực hiệu quả gấp 10 lần này. Nạp 100k tặng 100k, đạt tổng cực hiệu quả gấp 10 lần. Nạp 300k tặng 200k, đạt tổng cực hiệu quả gấp 12 lần. Nạp 500k tặng ngay 300k, đạt tổng cực hiệu quả gấp 12 lần. Và cuối cùng là nạp 1 triệu tặng ngay 500, đạt tổng cực hiệu quả gấp 12 lần. Nhanh tay nha mọi người ơi. Ôi không hiểu sao mình lại viết được, không hiểu sao lại lên ngược được như này cơ. UC8 cơ mà nhở, nó là UC8 nhưng mà chết dở. Bình thường rõ ràng là khi livestream người nhìn sẽ nhìn ngược ấy, nhìn bị ngược ấy, không hiểu sao hôm nay lên đúng luôn. Nhưng mà thôi không sao, Lương sẽ dơ giao diện ra để mọi người xem nhá. Giao diện UC8 đây nhá. Giao diện UC8 đây nha. Chơi có rất là nhiều trò chơi để mọi người lựa chọn nhá. Và chơi rất là mượt luôn, không hề bị giật lát. Nạp rút thì cũng rất là ok nhá, vì Lương đã chơi rồi ý. Để xem này, hình như có trò bắn cá chơi rất là vui. Để Lương vào chơi bắn cá cho mọi người xem nào. Câu cá có câu cá vui vẻ này, câu cá mega này, thủ lĩnh rồng này. Ui, nói chung là riêng cái bắn cá này đã có rất là nhiều thể loại rồi ý. Đang có rất là nhiều cái thể loại bắn cá rồi. Hello mọi người, hello Nguyễn Hồng Bảo. Xem nào, câu cá vui vẻ đi, để xem câu cá vui vẻ nhá. Đây, giao diện của nó đây nhá mọi người. Mọi người nhìn rõ không? Hello mọi người mới vào nha. Chào mừng bạn đã tham gia game. Đó, đây là giao diện của bắn cá vui vẻ. Lương vào, Lương sẽ vào để xem, để chơi cho mọi người, để mọi người thử xem nhá. Mọi người nhớ tải UC8 nha, vì tranh thủ cái đợt này ý. Chào mừng năm mới nên UC8 đang có rất là nhiều chương trình ưu đãi cho người chơi. Ui, tắt nhạc đi nào. Đây là giao diện của bắn cá vui vẻ nha. Hello Trần Khánh Linh. Đây là giao diện cực kỳ đẹp luôn mọi người ạ. Đây nha mọi người, đây nha. Đợi một chút để mình chơi. Đây mọi người ơi, đây là giao diện của bắn cá nhá. Có rất là nhiều trò để mọi người chơi luôn. Mà chơi cũng rất là dễ, toàn những cái trò đơn giản thôi. Toàn là những cái trò đơn giản để mọi người chơi thôi. Chơi rất là dễ nha mọi người. Trời ơi, nổ. Chơi rất là đơn giản luôn mọi người ơi. Nhớ là mọi người nạp tiền vào thì sẽ được tặng nhá. Có ưu đãi rất là nhiều. Vào đây chơi UC8 với Lương nha. Mọi người.
Nếu mà bạn nào mới biết thôi, bạn nào chưa chơi thì ở trong này sẽ có chế độ dạy nhá. Ở trong bắn cá này sẽ có chế độ dạy nhá mọi người. Chơi bắn cá với Lương đi, chơi bắn cá với Lương đi. Đó, trời ơi. Nhìn đi này. Chơi rất là vui nhá. Mọi người hãy rủ bạn bè vào đây chơi cùng nhau nha. UC8 chơi rất là ok, uy tín đảm bảo luôn nha mọi người. Giao diện cực kỳ đẹp luôn, chuẩn luôn. Chơi rất là mượt luôn nha mọi người. Nạp rút cũng cực kỳ là uy tín luôn. Chúc mọi người năm 2022 thật là nhiều may mắn này, nhiều sức khỏe, vui vẻ nhá. Và gặp rất là nhiều may mắn trong cuộc sống. Ok, bây giờ đây. Giao diện của bắn cá này. Đó, nó rất là mượt luôn, chơi cực kỳ mượt. Đợi tí để chọn cái phần chơi. Đây nha mọi người ơi, mọi người hãy vào nhanh UC8 để chơi nha mọi người. Có rất là nhiều trò để giải trí. Đợt này mọi người ở nhà không phải đi đâu thì mọi người giải trí này, hay là làm việc căng thẳng quá cũng có thể vào UC8 để giải trí, để chơi game giải trí này. Đợi xíu nha. Hello mọi người đã vào xem livestream của Lương nha. Vào chơi bắn cá với Lương đi mọi người. Đây nha. Lương đang chơi đây mọi người ơi. Nhưng mà ngồi mãi chơi quá thì sẽ không livestream với mọi người được. Nên là phải từ từ kết thúc livestream thì sẽ vào chơi tiếp. Mọi người nhớ kích vào đường link nha. Lương đã ghi ở dưới comment rồi, chỉ cần vào đó thôi. Đây, kích vào đường link nó sẽ ra giao diện như thế này. UC8 đây. Đây là phần để mọi người đăng ký tài khoản nhá. Nó sẽ hiện ra đăng ký tài khoản. Mình sẽ viết tên đăng nhập này, nhập mật khẩu này và mã xác nhận. Rồi ấn tham gia là ok. Còn ai mà đã có tài khoản của UC8 rồi ý, thì ấn vào đăng nhập ở phần này nhá là ok rồi, là có thể đăng nhập vào được rồi nha. Hello Nguyễn Xuân, em tải ngay này, tải ngay đi vì UC8 đang có rất là nhiều chương trình, đang có rất là nhiều chương trình ưu đãi đến cho người chơi. Có 102 luôn đấy. Chào mừng, nhân dịp chào mừng năm mới thì mới có cái dịp như thế này thôi. Nên là mọi người nhớ tranh thủ nhá. Áp dụng cho tất cả các người chơi luôn, và nên là mọi người tranh thủ, không có những cái điều kiện gì đâu. Áp dụng cho trò slot này, bắn cá này và casino, ba trò đó nhá. Chỉ có UC8 mới có thôi nha mọi người. Hoạt động mạnh nhất của ngành này, hoạt động phong phú nhất này và chiết khấu cao nhất luôn, chiết khấu nhiều nhất luôn. Nên là mọi người yên tâm chơi nhá. Chơi vừa vui thôi mà cũng giải trí, cũng kiếm được chút chút này.
Nạp rút thì vô cùng uy tín nha mọi người. Ừ, ok nha, chị cảm ơn, sẽ livestream giúp chị nhá. Nhớ là vào UC8 nha. UC8 nha mọi người. Em tải ngay nè. Vừa nãy có rất là nhiều comment nó chạy khá là nhanh ý, nên là Lương không thể đọc được hết ý. Mọi người thông cảm nha. Mọi người ơi, ai đã tải được thì lên tiếng cho Bùi Lương nha, để Bùi Lương biết là cái đường link này ok. Vì Lương sợ bị lỗi ý. Đây, đường link thì Lương đã ghim sẵn ở dưới comment rồi nha. Mọi người chỉ cần kích vào thôi. Chỉ cần một lượt kích thôi là ok rồi. Đợi một xíu nào để Lương sẽ check thử xem nha. Ok, Lương sẽ check thử xem nha. Hello mọi người, hello Phạm Nguyệt, hello Đức Nga. Hot cái gì, hot mà đã, hot đã tải chưa? Tải đi nhanh lên để còn vào chơi với nhau này. Cái game này hay lắm luôn, cái game này nó đang rất là hot nha mọi người. Được rất là nhiều người chơi rồi, được rất là nhiều người chơi rồi, UC8 nha mọi người. Nên là Lương cảm thấy uy tín ý, Lương mới share cho mọi người luôn. Có rất là nhiều game nha, mọi người nhìn rõ cái giao diện không nhở? Giao diện cực kỳ đẹp mắt nhá. Giao diện cực kỳ đẹp mắt, chơi game cũng rất là dễ luôn. Và đang có rất là nhiều chương trình khuyến mãi này, ưu đãi cho người chơi, nên là mọi người tranh thủ nha. Nên là mọi người tranh thủ nha, tranh thủ vào chơi đi. Có để xem có nổ hũ này. Nổ hũ thì sẽ có mèo Neko này, có rất là nhiều game luôn ý. Casino chơi cũng ok nha mọi người. Casino chơi cũng ok. Nhất là bắn cá có rất là nhiều. Có rất là nhiều luôn. Nói chung là ở trong UC8 đã cập nhật những cái game hot hit nhất ở trong này rồi. Có nổ hũ, casino, bắn cá, thể thao nha Đào. Sổ số và game bài nữa. UC8 đã cập nhật tất cả những cái game hot hit nhất ở trong này rồi. Nên là mọi người chỉ cần vào UC8 chơi thôi. Với lại là UC8 đang có nhiều chương trình khuyến mãi, chương trình quà tặng cho khách hàng này, cho người chơi này, quá là nhiều ưu đãi cho người chơi luôn. Nên là mọi người tranh thủ nắm bắt cơ hội này nhá. Năm mới nên là phải hoan hỉ, livestream share cho mọi người luôn. Có bắn cá không ạ? Có bắn cá nha em. Ở trong này thì rất là nhiều bắn cá luôn, rất là nhiều cái, nói sao ta, cái game bắn cá có rất là nhiều thể loại ý. Có rất là nhiều thể loại khác nhau ý. Nên là mọi người cứ tranh thủ vào đi nhá. Nhớ kích vào đường link đang để dưới comment nha. Nó rất là đơn giản thôi, đăng ký chỉ có mất 1 phút thôi là xong rồi, chưa đến 1 phút ý, nó rất là nhanh. Vào UC8 để được nhận ưu đãi nha. Vì ở UC8 nhá, UC8 đang có rất là nhiều quà. Đang có rất là nhiều quà lớn đang chờ mọi người nhá. Và hoạt động mạnh nhất của ngành, hoạt động phong phú nhất này, và có chiết khấu cao nhất luôn. Tải ngay UC8 vào chơi với Lương nha. Nếu mà mọi người tải xong rồi thì có thể nói với Lương, để Lương khi mà kết thúc livestream xong ấy, Lương sẽ vào chơi với mọi người luôn. Ok không? Ok không? Lập
lập kèo chơi trên UC8 nha. Vừa nãy đã chơi game bắn cá thử cho mọi người chơi rồi đấy. Mọi người có thể tải về máy cũng được nha mọi người. Nó có app để tải luôn. Khi kích vào đường link ý, nó sẽ ra giao diện đăng ký. Nó sẽ ra một cái link giao diện đăng ký. Mọi người có thể tải app xuống trực tiếp về máy cũng được, không sao cả. Như thế càng tiện cho mọi người hơn. Chị tải rồi, ok chị kết thúc livestream thì chị em mình sẽ vào UC8 này chơi với nhau nha. Trông mượt đó, game này hay ta. Chuẩn luôn, đây là toàn những người đã biết đến UC8 rồi này. Hello mọi người mới vào nha. UC8 cực đỉnh luôn đấy mọi người ơi. Có rất là nhiều ưu đãi đang chờ mọi người. Và có rất là nhiều quà tặng lớn đang chờ mọi người luôn. Chơi game thì cực kỳ mượt nhá. Bắn cá riêng, bắn cá thôi đã có rất là nhiều thể loại để cho mọi người lựa chọn rồi ấy. Thể thao cũng thế, nói chung là tất tần tật những cái trò gì mà mọi người muốn chơi nó đều có ở trong UC8 luôn. Dạo này Facebook làm sao cứ không cho mình dùng filter nhở? Mọi người vẫn dùng filter bình thường mà mỗi mình dùng filter nó cứ quay. Thế là không dùng filter nữa, lại phải dùng mộc hoàn toàn luôn, nhưng mà nhìn hơi sợ thật sự. Hello mọi người ơi, nhớ tải đường link nha. Đường link Lương đã để ở dưới comment ghim sẵn rồi, và Lương đã để rất là chi tiết từ những cái chương trình ưu đãi của UC8 ngay ở dưới link comment rồi ấy. Mọi người ấn vào để xem kỹ hơn nhá. Không thì tí nữa nếu mà ai còn thắc mắc điều gì thì có thể inbox cho Lương cũng được. Inbox cho Lương để Lương giải đáp cho, xong rồi chúng mình chơi với nhau nha. Để xem còn game gì để giới thiệu cho mọi người. No. Đây, game hot nhất nhá. Đây là cái mục game hot nhất này. Có rất là nhiều thể loại game để cho mọi người lựa chọn luôn. Nó rất là nhiều luôn ý. Ở trong này là nổ hũ này. Xuống mục nổ hũ rồi nhá. Đó, có rất là nhiều game này. Tiếp tục xuống casino. Đây. Casino. Mọi người tha hồ mà lựa chọn luôn, rất là nhiều thể loại. Bắn cá nha. Đó, nhiều. Một mình cái bắn cá này thôi đã có rất là nhiều thể loại để cho mọi người lựa chọn như thế này rồi. Tiếp tục là thể thao nè. Thể thao nha. Ok, rất là nhiều game luôn. Vô vàn game, gì cái gì cũng có. Mà ai thích chơi game nào cũng được. Toàn game đơn giản thôi. Game đơn giản ok cực. Không phải suy nghĩ gì cả. Ừ, giao diện đẹp lắm em ơi. Hello Hà, hello Huy Hoàng nha. Hello mọi người. Giao diện cực kỳ mượt. Đây nữa nha, có cái gì King Game này, có Poker này. Đây. Mọi người có thể lựa chọn nha. Mọi người vào phần khuyến mãi ở dưới này có thể tham khảo thêm những cái ưu đãi của UC8 nha mọi người. Đây, có một cái phần là phần khuyến mãi. Mọi người có thể vào đấy để xem những cái ưu đãi và khuyến mãi của UC8 cực kỳ nhiều. Để mọi người có thể... Đây nha, UC8 nạp tiền 2 lần vẫn tặng 100%. Ok chưa? UC8 năm 2022. VIP kính mến này. UC8 nạp lần đầu tiên tặng thêm 20%. Nạp lần 2 tặng 35%, không giới hạn số tiền nạp.
Đó, nạp lần 3 tặng 20%, không giới hạn số tiền nạp luôn. Nói chung là có rất là nhiều chương trình ưu đãi quà tặng ở trong này luôn. Mọi người kích vào đấy tham khảo thêm cũng được. Và Lương sẽ đọc lại, và Lương sẽ đọc lại cái, Lương sẽ đọc lại cái ưu đãi mà UC8 đang áp dụng nhá. Đây, UC8 áp dụng cho tất cả các người chơi này, trò áp dụng vào những cái trò chơi, ba trò chơi như sau là slot, bắn cá và casino. Ba trò này nhá, ưu tiên nhá. Nạp 50k tặng 225k, đạt tổng cược hiệu quả gấp 10 lần này. Nạp 100k tặng 100k, đạt tổng cược hiệu quả gấp 10 lần. Nạp 300k được tặng ngay 200k, đạt tổng cược hiệu quả gấp 12 lần. Nạp 500k được tặng 300k, đạt tổng cược hiệu quả gấp 12 lần. Và cuối cùng là nạp 1 triệu tặng 500k, đạt tổng cược hiệu quả gấp 12 lần nhá. Cái đường link mà để mọi người tham gia ấy, hay là mọi người tải thì Lương đã ghi sẵn ở dưới comment rồi, mọi người cứ ấn vào đấy tải là xong thôi. Rất là uy tín nhá, uy tín luôn, uy tín luôn. Hello Sun, em tải đi. Em tải đi nha. Em hôm nay Hà Nội lạnh dã man ý. Lạnh dã man, tôi không thể nào mà. Xong cái máy sưởi nó còn hỏng. Xong cái máy sưởi nó còn hỏng cơ. Đây, đang phải ôm cái túi giữ nhiệt đây, cái túi sưởi đây. Bị lạnh quá. Ngồi đây livestream mà vừa nãy run cầm cập cơ. Hello mọi người tải chưa? Cho em xem lại cái giao diện với. Ok, ok em. Đây, giao diện đây nha. Đợi xíu. Đây, giao diện đây nha mọi người. Giao diện của UC8 nha. Bật bài này đi, đang thích bài này. Hello mọi người, đây, quên mất. Giao diện đây nha, giao diện của UC8 đây nha mọi người. Yên tâm đi, nạp rút ok nhá. Nạp rút không bị kẹt, không bị vướng mắc gì cả. Nạp rút rất là nhanh chóng luôn. Nói chung là UC8 đã uy tín từ rất là lâu rồi. Những ai chơi UC8 rồi thì đều biết là UC8 rất là uy tín. Còn những người nào mới chơi thì có vẻ chưa chắc chắn thôi. Nhưng mà Lương đã là người chơi rồi thì Lương mới live stream để chia sẻ cho mọi người. Mọi người yên tâm nha. Yên tâm nha mọi người. Mọi người ơi, chơi UC8 chưa? Chơi UC8 có mấy người mới vào này, đã chơi UC8 chưa? Hello Duy. Hello Nguyễn nha. Hello Phạm Thị. Hello mọi người ơi, mọi người nhớ tải nhanh UC8 nha mọi người. Hôm nay rảnh rỗi đầu năm rảnh rỗi một tí thì tranh thủ livestream xem cho mọi người một chút. Đâu nào, xem cái đèn. Trời ơi, ước gì có cái filter ở đây. Nhưng mà tại sao cái filter nó cứ xoay như thế này? Không áp dụng được, không dùng được. Mọi người nhớ share livestream giúp em nhá. Share livestream ở các hội nhóm để tất cả mọi người đều biết ý. Và mọi người vào đây share livestream cũng như là nghe em chia sẻ luôn về những cái món quà của UC8 này, hoặc là những cái chương trình ưu đãi của UC8 ý. Đó. Mọi người share cái livestream giúp em nha. Và mọi người đừng quên là kích vào đường link của em để tải nhá. Đừng kích vào đường link nào cả, nhớ là kích vào đường link của em để tải, vì đây là đường link riêng của Bùi Lương mang đến cho mọi người. Ok,
Bắn cá vừa nãy chị có chơi rồi, bắn cá vừa nãy chị có chơi rồi. Cái giao diện của em nó cực kỳ đẹp luôn, và cái giao diện game cực đẹp luôn, chơi mượt lắm. Nếu mà bạn nào kiểu mới chơi ấy, mới đăng ký mới chơi thì có thể chọn cái hướng dẫn chơi. Có thể chọn những cái loại mà hướng dẫn chơi cũng được, nó có hướng dẫn luôn nhá. Nó có hướng dẫn luôn. Còn nếu mà bạn nào chơi mượt rồi, chơi giỏi rồi thì có thể vào chiến luôn cũng được. Hello, hello mọi người. Hello mọi người mới vào nha. Có ưu đãi chứ, có rất là nhiều quà nhá. UC8 đang có rất là nhiều quà lớn và quá hấp dẫn luôn mọi người. Mọi người có thể vào tham khảo nhá. Và nhớ tải ngay đi, nhớ nắm bắt cái cơ hội này, chỉ có ngày hôm nay thôi. Đừng bỏ lỡ nha mọi người. Ok, tải đi nha. Em có để đường link ở dưới comment rồi, mọi người có thấy rõ không nhỉ? Để em vào check thử xem cái link comment của em như nào nhá. Đường link comment của em là đường link em ghi ở trên comment vẫn ổn nha. Ấn ngon luôn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ livestream của em nha. Tại vì giờ này đang rảnh ý. Giờ này đang rảnh nên là lên livestream cho mọi người một xíu. Tí nữa. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới nên là phải ăn uống một chút, nên là phải livestream giờ này cho mọi người luôn. Mọi người nhớ tải UC8 này nhá. Mọi người có cần em đọc lại cái ưu đãi. Mọi người có cần em đọc lại cái ưu đãi mà UC8 đang dành đến cho mọi người không nhỉ? Hello. Em ơi, nhiều comment nên là Lương không đọc được hết ý. Mọi người thông cảm nha, vì thỉnh thoảng đang nói dở thì không đọc được hết comment ý. Lúc nào nói xong rồi thì mới lướt lại comment để đọc ý. Thì chỉ rách 1-2 comment thôi. Ok, anh mới vào này, đã đăng ký được rồi đúng không nào? Đây, có rất là nhiều người đã đăng ký và tải được thành công rồi. Thì bây giờ mọi người vào nha. Hiện tại thì đang có rất là nhiều chương trình, nhưng mà nó chỉ áp dụng cho 3 cái game chính thôi. Đây là một cái chương trình mà Lương share cho mọi người nhá. Nó chỉ áp dụng cho 3 cái game chính là slot, bắn cá và casino. Slot, bắn cá và casino nha mọi người. Áp dụng cho tất cả các người chơi luôn nên mọi người yên tâm. Có nha, có rất là nhiều game để mọi người lựa chọn, mọi người thích chơi game nào cũng có game đấy luôn. Nạp 50k, đọc lại nhá. Nạp 50k, tặng 25k này. Đạt tổng cược hiệu quả lên đến gấp 10 lần. Nạp 100k tặng 100k, đạt tổng cược hiệu quả gấp 10 lần. Nạp 300k tặng 200k, đạt tổng cược hiệu quả gấp 12 lần. Nạp 500k tặng 300k, đạt tổng cược hiệu quả gấp 12 lần. Và cuối cùng là nạp 1 triệu tặng 500k, đạt tổng cược hiệu quả gấp 12 lần. Ok chưa? nói luyến thắng từ nãy đến giờ luôn. Hơi bị đau họng rồi đấy. Hôm nay Hà Nội lạnh dã man ý mọi người ơi. Eo ơi, đang rách căm căm luôn ý. Với cả năm nay kiểu dịch hơi nhiều nên cũng chẳng đi đâu, nên là ở nhà khá là rảnh, nên là lúc nào rảnh là phải rảnh, mà biết cái gì hay là phải share live, là phải lên livestream share cho mọi người luôn. Xét kèo đi chị ơi. Ok, tối nay nhá. Để lúc nào nhở? Để lúc nào ăn uống xong thì mình xét kèo lên UC8 chơi luôn nhá. Đây, nhớ tải chưa? Nạp tiền vào luôn đi rồi chị em mình chơi luôn. Chơi luôn ở trong đấy. Ok không? Hello mọi người.
người. Hello. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Vì livestream giờ bình thường hay livestream 8 giờ tối, nhưng mà hôm nay lễ Tết hay ăn uống tối nhậu nhẹt, lại không thể livestream với mọi người được, nên là tranh thủ livestream giờ này luôn. Cứ rảnh giờ nào là livestream cho mọi người giờ đấy luôn ý. Hello mọi người, chúc mọi người năm mới vui vẻ nhá. Chào mừng năm 2022. Chúc mọi người năm mới thật là nhiều thành công nha. Và Lương đã share cho mọi người cái game UC8 để mọi người có thể chơi đầu năm mới này, chơi giải trí, chặn giải khuây này, stress này. Đấy, game cực kỳ hay và uy tín, nên là mọi người yên tâm nha. Cái giao diện của UC8 ấy rất là đẹp nhá. Đó, màu sắc rất ổn luôn và chơi nó cũng rất là mượt, không bị lag đâu. Một số cái game khác thì hay bị lag hay là bị giật ý. Và kiểu lúc mà nạp rút ý, thì nó không uy tín mấy, nhưng mà riêng UC8 cực kỳ uy tín nhá. Cực kỳ uy tín nha, mọi người cứ đảm bảo yên tâm luôn. Ok, đường link thì chỉ cần ấn vào cái comment ở dưới. Ấn vào cái comment ở dưới đường link Lương đã ghim sẵn rồi, chỉ cần vào đó thôi. Kích vào là nó ra giao diện tải ngay. Hello mọi người. Hello mọi người, share livestream giúp Lương nha. Lương tranh thủ đợt này rảnh giờ này share livestream cho mọi người một tí. Chuẩn rồi, UC8 rất là uy tín nhá. Ở trong này đã nhiều bạn có tài khoản của UC8 rồi ý. Nên là Lương đâu có nói điêu. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Ai mà tải được rồi thì mọi người muốn chơi cùng Lương thì hãy inbox cho Lương để xét kèo chơi cùng nhau nhá. Có nhiều người đang muốn xét kèo với tôi lắm đây này. Có nhiều người đang muốn xét kèo với tôi lắm. Thì tối nay sẽ ăn uống xong rồi chúng ta sẽ lập nhóm để xét kèo với mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trời ơi, nhớ UC8 nha. Giao diện cực kỳ đỉnh luôn. Hôm nay đang tranh thủ đeo chun vào răng ấy, là nói mồm hơi gượng một chút nên là không há to mồm được mà vướng cái lưỡi. Hello mọi người mới vào nha. Lương sẽ livestream một chút nữa thôi rồi Lương sẽ tắt livestream để Lương cho mọi người tranh thủ tải cái game về máy đi đã. Chờ chơi cùng nè. Ok luôn, tí nữa chị inbox nhá. Tí nữa inbox chị rồi mấy chị em mình lập nhóm chơi nha. Vào trong này chơi cũng ok phết. Xét kèo chơi nhá. Vào trong này. Ở trong này có rất là nhiều khuyến mãi này. Đó. Khuyến mãi này, thông điệp này, trang chủ này, hỗ trợ 24/7 này. Và đây là hội viên nhá. Đây là tài khoản của mình. Đó. Nạp rút ở đây nha mọi người. Nói chung là giao diện nó cũng rất là dễ hiểu thôi. Mọi người cứ vào nhìn qua một lần là hiểu ngay ý mà. Nạp rút ở trên này nha. Mọi người chỉ cần ghé qua một vòng là hiểu ngay. Ok anh ơi, vào đây chơi nha. Mình sẽ lập nhóm chơi với nhau nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ livestream của Lương. Mà một vài phút nữa thôi thì sẽ phải tắt đi, tầm 5 phút nữa nhá. Để mọi người
để mọi người tranh thủ kích vào đường link này để tải đi đã. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người đã tải hết chưa nhở? Mọi người đã tải hết chưa? Nhớ tải đi nhớ, nhớ tải rồi tối nay mình sẽ chơi với nhau nha. Eo ơi dùng, trời ơi dùng cái cam thường này phải nói là nó cứ bẩn bẩn kiểu gì. Thật sự luôn. Tí nữa phải test lại thử cái filter, mình cũng không hiểu là nick Facebook của mình làm sao mà không dùng được filter khi livestream. Tự nhiên cập nhật phần mềm xong nó lại bị thế. Đây, nhìn qua lại một lần nữa giao diện của UC8 nha. Đào ơi Đào, nhìn chị có bẩn bẩn không? Không dùng filter nhìn cứ bẩn bẩn đúng không? Xấu hổ quá đi mất. Thế luôn, không hiểu sao hai hôm nay livestream nhưng mà lại không dùng được filter từ khi cập nhật Facebook, cập nhật phiên bản mới ý. Nhìn nó cứ đen đen ý, nhìn nó cứ đen đen bẩn bẩn. Vẫn chị Mùi Lương mãi đỉnh. Vẫn chị Mùi Lương mãi đỉnh. Ok, cảm ơn em. Mọi người ơi, có một cái phần quà ở đây nữa này. Đó, mọi người khi mà tải xong ý, đăng nhập vào xong, mọi người sẽ tham quan một vòng giao diện của UC8 đi. Rất là ok nha mọi người. Rất là ok nha mọi người. Đó, giao diện của UC8 rất là ok nhá. Hello mọi người. Mọi người ơi, nếu ai mà vào muộn quá ý, thì nhờ xem lại livestream của Lương nhá mọi người. Hoặc là nhớ kích, ai mà vừa mới vào ấy thì kích ngay vào đường link Lương ghi ở dưới comment tải sẵn đi đã. Rồi có gì không hiểu thì Lương sẽ inbox Lương nhá, Lương sẽ trả lời cho nha. Mọi người mới vào vừa nãy thì mọi người tranh thủ kích ngay vào đường link này để hiền Lương làm sao. Đừng có nói là hiền Lương ở đây. Đừng có nói hiền Lương. Ok anh nha. Ok anh. Mọi người tranh thủ nhớ kích vào đường link này để tải sẵn luôn đi. Xong khi đấy thì đăng ký xong này, không hiểu cái gì hay là muốn biết thêm những cái ưu đãi gì thì mọi người inbox cho Lương nhá. Không thì bây giờ Lương sắp phải kết thúc livestream rồi. Mọi người nhớ tranh thủ nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và hẹn mọi người những cái livestream lần sau nha. Nhớ là giao diện UC8 này, nhớ tải, nhớ chơi nha mọi người. Nhớ tải, nhớ chơi nha. Rất là dễ, có rất là nhiều trò chơi, rất là nhiều phần quà to lớn, có nhiều ưu đãi khuyến mãi đang dành cho mọi người, đang chờ mọi người nhá, cực kỳ hấp dẫn luôn. Nên là mọi người tranh thủ chơi nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều khi đã đón xem livestream của Lương. Cảm ơn mọi người, hẹn mọi người những livestream lần sau nha. Mong là mọi người ủng hộ livestream lần sau của Lương. Cảm ơn mọi người nhé. Và đừng quên là kích vào đường link Lương ghim ở dưới comment. Và có một loạt những cái ưu đãi Lương đã ghim sẵn ở dưới đấy luôn rồi. Và đường link để chúng ta tham gia này, đường link để chúng ta có thể vào UC8 thì Lương đã ghim hết ở dưới phần comment rồi. Mọi người nhớ là tranh thủ vào luôn nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye nha.